Thưa quý vị, nhân chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Kinh tế Ngoại giao và Lao động thành phố Bremen thuộc Cộng hòa Liên bang Đức Martin Gender, chúng tôi đã có một buổi trao đổi tìm hiểu nhiều hơn các lĩnh vực mà doanh nghiệp Bremen và Đức quan tâm hợp tác với Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Good afternoon, Senator Martin Gensner. Thank you very much. Thưa Bộ trưởng Martin Gensner, cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ông có thể chia sẻ những lý do chính dẫn đến quyết định chính thức đặt văn phòng của Bremen Invest tại Việt Nam? Yes, thank you very much. Vietnam is one of the powerhouses. Vâng, theo tôi, Việt Nam là một nền kinh tế đầy năng động và hết sức thú vị, với dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Việt Nam là một đối tác quan trọng của chúng tôi trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó thì Bremen là một thành phố cảng công nghiệp cũng năng động không kém. Bremen quan tâm đến sự hợp tác với nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam và cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh. Ông và phái đoàn Đức đã thể hiện nhiều sự quan tâm trên các lĩnh vực như hàng hải, năng lượng gió và công nghiệp ô tô. Ông có thể chia sẻ nhiều hơn về các mối quan tâm này. Bremen là một thành phố hàng hải với nhiều cảng biển lớn. Chúng tôi có lợi thế để chia sẻ kinh nghiệm về giao thương hàng hải và là một đối tác kinh tế đầy tiềm năng trong các lĩnh vực mà bạn vừa nêu. Ngoài văn phòng tại Thượng Hải và Thổ Nhĩ Kỳ, thì sau một thời gian nghiên cứu thị trường, chúng tôi đã quyết định mở văn phòng chính thức của Bremen Invest tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và bản thân tôi cũng hy vọng rằng là hai nước sẽ có các mối hợp tác thành công. Một chút về quan điểm của ông về Brexit mà ông có thể chia sẻ với chúng tôi hôm nay. Châu Âu là một thị trường vô cùng lớn và tôi thấy quá đáng tiếc khi anh rời khỏi khối Liên minh châu Âu. Lịch sử cho thấy rằng nếu một nền kinh tế muốn cô lập mình thì sẽ bỏ mất rất nhiều cơ hội. Đối với Cộng hòa Liên bang Đức thì việc này ngược lại, nó sẽ mở ra nhiều cơ hội vì đã có nhiều doanh nghiệp trước đây đặt trụ sở tại Anh thì nay chuyển sang Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, bởi vì các doanh nghiệp đó nhận thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì là một phần của nền kinh tế châu Âu. Tôi cho rằng Brexit không phải là một trường hợp tốt cho các nền kinh tế khác nếu có ý định tương tự trong tương lai. Brexit xảy ra thì có ảnh hưởng hay thay đổi gì đến các chính sách thương mại giữa Đức và các nước khác, cụ thể là Việt Nam? No, I don't think so. I think that Germany now is... Tôi không nghĩ thế, bởi vì Đức là một nền kinh tế mạnh, có lịch sử phát triển bền vững lâu dài. Ngoài ra, mối quan hệ với các quốc gia như Việt Nam với Đức cũng đã hết sức bền vững. Nhiều doanh nghiệp Đức hoạt động rất thành công tại Việt Nam. Tôi nghĩ các hoạt động giao thương giữa hai nước sẽ chỉ có thể tốt hơn và sôi động hơn trong tương lai. Thank you very much.